Xin chào các bác nhé, em là Hải Đồ Đồng đây ạ. Thì hôm nay em sẽ mang đến cho các bác một cái chủ đề mà nhiều bác đang quan tâm nhất về chất liệu đồng vàng và đồng cathode và sự khác nhau giữa đồng vàng và đồng cathode. Giá trị của hai sản phẩm này nó khác nhau chỗ điểm nào thì hôm nay em sẽ nêu rõ cho các bác xem. Về chất liệu đồng, thứ nhất cái bộ đỉnh này các bác đang thấy đây là bộ đỉnh đồng cathode nha các bác nhé. Được khắc chạm này, 5 chữ này, được cày nổi chữ. Và bộ đỉnh này là làm hoàn toàn thủ công bằng tay hết, được đúc bằng khuôn đất nên là độ dày của bộ đỉnh sẽ nặng hơn cái độ dày của bộ đỉnh đồng vàng kia. Và các họa tiết hoa văn đây này được khắc chạm này rất tỉ mỉ và sắc nét, khắc chạm bằng tay hết và không sử dụng máy móc khi mình tạo ra được cái các nét hoa văn bộ đỉnh này. Để minh chứng cụ thể thì em sẽ tí nữa em sẽ quay tận cảnh cho các bác xem về các họa tiết hoa văn ở đây. Và cái trước tiên thì em sẽ cân cái bộ đỉnh đồng cathode này cho các bác xem về cái cân nặng nó sẽ chênh lệch so với bộ đỉnh đồng vàng kia. Đây em sẽ cân đỉnh, em sẽ cân mình cái đỉnh thôi nhá. Đế thì em không cân, em chỉ cân sơ qua về cái đỉnh này thôi. Đây các bác thấy là đang là 18 kg. Đấy, khoảng tầm 18 kg nhé. Và em sẽ cân cho các bác xem đỉnh đồng vàng là 12, em cho là 12 cân đi. Thì có số chênh lệch nhau là 5 cân, 5-6 cân đấy ạ. Cái kia bộ kia là 18 kg, cái bộ này bộ đỉnh đồng vàng này là 12 kg, thì sẽ chênh nhau 6 cân. Và vì sao đấy, các bác cũng đã biết rồi, vì sao giá thành của bộ đỉnh đồng cathode này lại giá thành lại cao hơn bộ đỉnh đồng vàng. Cao hơn thứ nhất về đồng thì tỷ lệ đồng của đồng cathode này là sẽ làm nhiều hơn so với bộ đỉnh đồng vàng kia. Bộ đỉnh đồng vàng kia thì có 12 cân trên một bộ đỉnh, còn bộ đỉnh này là 18 cân trên một bộ đỉnh, thì các bác đã thấy sự khác biệt rồi ạ. Về màu sắc của bộ đỉnh đồng cathode và bộ đỉnh đồng vàng cũng có sự khác biệt nhau. Thì em bây giờ em sẽ quay cho bác xem và để em đo cho các bác xem đây nhá. Hai bộ đỉnh này đều cao 60 cm này. Từ chân đế cho đến đầu con nghê là 60 cm nhá. Đều giống nhau nhá. Đấy. Đây các bác thấy nhá. Hai bộ đỉnh cùng kích thước mà cân nặng đã khác nhau rồi. Em sẽ quay cho các bác xem về các hoa văn họa tiết cho cụ thể ạ. Đây là bộ đỉnh đồng cathode này. Bộ đỉnh đồng cathode mà các bác thường hay hỏi em. Đây. Các bác nhìn rõ là các họa tiết này đều khắc chạm này, từng đường nét này rất mềm mại và uyển chuyển nhá. Sắc nét. Phải đòi hỏi các bác thợ lành nghề là cực kỳ lâu năm mới có thể khắc chạm được những đường nét như thế này. Về màu sắc cũng có sự khác biệt nhau nhá. Đây là tai mây và con nghê được đúc liền, thì em sẽ quay bên sâu cho bác xem đây này. Đấy. Và bên trong này của bộ đỉnh đồng cathode này. Về bên trong bộ đỉnh đồng cathode thì các bác sẽ thường thấy là nó sẽ sần sùi nhá. Vì độ dày bên trong thì nó rất sần sùi. Nó không sử dụng máy móc mà nên là rất sần sùi. Đấy, còn bộ đỉnh màu vàng là chất liệu đồng vàng. Thì ở đây là cái bộ đỉnh này là có màu vàng đậm. Đây màu vàng đậm đây, cũng khắc chạm mặt song long cho mặt nguyệt. Các họa tiết hoa văn thì hơi thô một chút thôi. Nhưng mà về cái độ bền của hai bộ đỉnh này là độ bền như nhau. Đã là đồng rồi thì các bác yên tâm sử dụng. Vì tại là mình phải phân ra hai, nói chung là mình phải phân ra mặt hàng bình dân và mặt hàng cao cấp. Đấy, nhiều bác là có thể mua được những mặt hàng bình dân như này nhưng mà vẫn đầy đủ các yếu tố về chất liệu nhá. Về mẫu mã thì vẫn đẹp. Đây mặt song long cho mặt nguyệt.
và em sẽ quay bên trong cho bác xem. Bên trong thì sử dụng máy móc nên là được mài nhẵn bên trong bộ đỉnh nhá. Đấy. Về cái giá trị ấy, của hai bộ đỉnh ấy, là một bộ là làm từ chất liệu đồng vàng có màu vàng đậm. Thì bộ này thì có giá bình dân, và bộ đỉnh hàng cao cấp như bộ đỉnh đồng cát tốt để làm từ vỏ đạn quân sự. Thì vỏ đạn thì cực kỳ hiếm nên là bộ đỉnh này sẽ có giá trị cao hơn. Về tính thẩm mỹ bên ngoài, về độ sắc nét thì bộ đỉnh đồng cát tốt làm thủ công bằng tay nên là sẽ sắc nét hơn so với bộ đỉnh đồng vàng một chút thôi. Và cân nặng của bộ đỉnh đồng cát tốt sẽ nặng hơn bộ đỉnh đồng vàng. Đây các bác nhìn này, nhìn sơ qua về hai cái mẫu mã nhá. Vì hàng bình dân và hàng cao cấp là có sự chênh lệch khá là nhiều. Vì thứ nhất là cân nặng, thứ hai là độ tinh xảo và độ sắc nét của hai bộ cũng khác nhau. Đấy. Thì có bác nào muốn quan tâm sở hữu cho mình một bộ đỉnh thờ để thờ cúng gia tiên thì để lại số điện thoại bên dưới, hoặc liên hệ với số hotline 0836173950 để được em tư vấn kỹ về tất cả các bộ đỉnh thờ và các chất liệu đỉnh thờ phù hợp với kích thước ban thờ nhà mình ấy ạ. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em.